Chào quý vị và các bạn đã đến với kênh video của Điện Máy Bình Sơn. Hôm nay là ngày 17 tháng 6 năm 2020 và trước mắt quý vị và các bạn đây là một bộ máy xịt phun thuốc trừ sâu áp lực cao. Bộ máy này là bộ máy Curip, các bạn có thể thấy được qua video chúng tôi đang quay. Tình trạng của bộ máy này thì gần như là đẹp hoàn hảo. Đây là một trong những cái bộ máy Nhật bãi hàng siêu hệ. Có thể nhìn và tự cảm nhận được nó khác hẳn hoàn toàn so với những cái bộ máy Nhật bãi đang có tại thị trường Việt Nam. Để về được những cái bộ máy như thế này, thật sự với các bạn luôn, chia sẻ thật sự chân thành là phải KS hay gọi là tranh giành rất là khó ở các bãi. Đôi khi phải mua lại của những cái anh em bạn nhé. Bởi vì những cái bộ máy như này, đẹp như này, thật sự với các bạn luôn, nhiều khi mình không thể nào mà gọi là nhỉ, không thể nào mà tranh cướp kịp. Đấy, các bạn có thể thấy được cái bộ máy này rất đẹp nhá. Tình trạng bộ máy này gần như là mới luôn. Nó phải đẹp đến 80 hoặc 90%, không ngoa một chút nào cả. Một số các bạn thì hay thắc mắc là tại sao những cái bộ máy đẹp như thế này lại có tại Việt Nam. Thì các bạn cứ để ý xem tất cả các đơn vị đang làm những cái mặt hàng như thế này. Không phải là lúc nào cũng có những bộ này, thực sự nó rất hiếm. Hàng trăm bộ mới về được một bộ như thế này thôi. Mà để như Điện Máy Bình Sơn, chúng tôi là những người dám mua với mức giá rất cao như kiểu đấu giá ấy, để mua được những cái bộ máy này ngay kể cả ở bên bãi Nhật Bản. Đây, kết cấu bộ máy này thì các bạn có thể thấy được đây là một bộ máy hoàn chỉnh combo. Tức là nó có đầy đủ các cơ chế hoạt động để làm sao là hỗ trợ cho người sử dụng một cách gọi là một cách đầy đủ nhất. Các bạn có thể thấy nó có cơ cấu lu quấn tự động này, có thể vừa thu vừa quấn dây này. Các bạn thấy nó có cơ cấu tự hành này, có thể tự di chuyển ở các cái địa hình. Nó giúp cho các bạn tiết kiệm được sức lao động rất là nhiều. Nói chung là ở Nhật thì khoa học kỹ thuật họ phát triển nên là họ luôn luôn hướng tới những cái gì nó là chuẩn mực nhất, cái gì nó là đỉnh cao nhất, những cái gì là tinh túy nhất để hỗ trợ người sử dụng làm sao tốt nhất. Rồi, đây là bộ máy Curip. Các bạn có thể thấy được Curip là một trong những cái thương hiệu của Nhật Bản. Nó cùng thương hiệu với Echo và Shinewa. Bộ này là bộ sử dụng đầu xịt SP356. Các bạn thấy không? Bộ đầu xịt nhìn cũng rất là đỉnh. Bộ này thì áp chắc chắn nó rơi vào khoảng tầm mắc tầm 50. Các bạn có thể thấy được bộ cùng xi lanh. Chỉ một từ duy nhất để diễn tả đó là đỉnh, là quá đỉnh. SP356 model 01719. Các bạn có thể nhìn những cái nước sơn này. Sơn này là sơn zin 100% luôn. Gần như là mới tinh luôn, gần như là chưa sử dụng luôn. Không ngoa một chút nào khi đánh giá những bộ này đẹp phải đến 90%. Đấy, các bạn có thể thấy cơ cấu nó chạy rất hay. Đấy, chạy lu quấn này, nó tì bánh răng vào. Chuyển động vào chứ không phải chạy như kiểu là căng côn. Như thế này thì các bạn có thể thấy là khi chạy một thời gian nó sẽ không bị ví dụ như giãn hoặc là đứt dây quơ, mà nó sẽ tì bánh vào rãnh như này luôn. Đấy, các bạn thấy không? Nói chung là Nhật nó bao giờ nó cũng sẽ làm những chiếc máy làm sao cho nó tối ưu nhất. Là hệ thống lu quấn dây tự động, các bạn có thể thấy được lu này là dây xịn luôn. Đây, hướng dẫn ở bên Nhật này các bạn thấy không? Là họ sử dụng những chiếc xe này, xe nhiều xe tải nhỏ ấy, mỗi nhà có một cái xe nhỏ thì họ thường đưa cả bộ này luôn lên trên thùng xe. Trên xe thì chở một cái thùng thuốc khoảng tầm 400-500 lít, thì họ sẽ di chuyển tất cả các địa hình để họ sử dụng. Nói chung các bạn có thể thấy được bộ máy như này quá đẹp. Đấy, tay lái này, cơ cấu chuyển động này. Đấy, cái này là đây, tắt lu quấn này, thu quấn dây tự động này, này các bạn thấy không? Dây này trong quận sẵn thì tôi đoán nó khoảng tầm 100 m, còn khoảng 100 m. Động cơ của nó đi, các bạn có thể thấy được động cơ của nó là sử dụng động cơ Mitsubishi GB130. Thì động cơ này là động cơ Made in Japan, động cơ Nhật Bản. Bộ máy này là bộ máy VSC3506G các bạn nhé, 3506G. Trước này thì lưu lượng của nó đây các bạn có thể thấy được là 23,5 lít trên 1 phút. Đấy, lưu lượng phun thuốc ấy. Mắc của nó là 40 kg/cm. Đấy các bạn thấy không? Hơi mờ nhỉ, để chúng tôi cố gắng bắt nét các bạn có thể thấy được. Đây, cái này là các bạn có thể ngắt chuyển động hoặc là để chuyển động chạy qua phần đầu xịt.
3506 thì các bạn có thể thấy được yếu tố hệ thống dẫn dây ra này, trục xoay này, con bơm mỡ này, khung này, gần như là mới tinh. Những cái bộ này nếu mà các bạn, nếu mà ai rảnh một chút, các bạn có thể lên mạng các bạn check Kyorit VSC 3506 thì chắc các bạn sẽ bị giật mình ngã ngửa luôn về cái mức giá của nó, thì gần như là không tưởng, không bao giờ. Ngay kể cả chúng tôi là những người đơn vị mà chuyên kinh doanh máy này, thật sự luôn các bạn, là khi check giá những cái bộ này chúng tôi cũng thấy không tưởng luôn, nó rất đắt. Đấy các bạn thấy không? Cơ cấu chuyển động mới tinh, không còn cái gì để chê cả. Đấy, ok. Lốc máy này, các bạn thấy lốc động cơ này. Đấy, nắp spark này, gần như là mới tinh luôn. Quá đẹp, không có một cái điểm gì để chê cả, rất khó để chê, hoàn hảo. Rồi, nếu các bạn có nhu cầu mua thì các bạn có thể liên hệ với Điện Máy Vinh Sơn, số điện thoại 0961 349 345 hoặc 0974 457 099 nhé. Nhớ vui lòng like, subscribe kênh, đăng ký và bật chuông thông báo để liên tục cập nhật những cái video mới nhất của chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng upload rất là nhiều những cái sản phẩm mới, chất lượng tốt, giá thành phải chăng để làm sao phục vụ cho quý vị và các bạn một cách tối ưu nhất. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video lần sau. Nếu thấy video này hay, vui lòng like, subscribe kênh. Hoặc là nếu mà các bạn muốn theo dõi những cái sản phẩm của chúng tôi cập nhật hàng ngày mới về thì các bạn có thể cũng là subscribe kênh nhá. Rồi, khi sub thì các bạn nhớ bật chuông thông báo ấy, thì hàng mới về chúng tôi upload lên thì các bạn sẽ nhận được ngay thông báo ở video. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video lần sau nhá. Chúc các bạn sau khi xem xong video này có thể nếu mà các bạn có nhu cầu thì có thể mua kịp được cho các bạn, trang bị được cho các bạn chiếc máy phun thuốc xịt rửa một cách tối ưu nhất, tốt nhất và giá thành hợp lý nhất. Rồi bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn.